Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, huyện miền núi Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã và đang làm tốt công tác dân vận, từ đó huy động sự vào cuộc của toàn xã hội và khơi dậy ý chí, nghị lực của người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Sau nhiều năm cái khó, cái nghèo đeo đẳng, mới đây, gia đình ông Quách Thăng Long ở thôn Bất Mê, xã Thành Công đã được ra khỏi danh sách hộ nghèo. Bằng ý chí, tinh thần tự lực của bản thân, cùng với sự động viên giúp đỡ của thôn, xã, gia đình ông đã khai thác lợi thế diện tích vườn đồi, phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Từ chỗ ban đầu chỉ có vài đàn ong lấy mật phục vụ nhu cầu của gia đình là chính. Đến nay, gia đình ông đã có hơn 100 đàn ong. Thu nhập từ nghề nuôi ong đã giúp gia đình ông xây được nhà kiên cố, từng bước nâng cao đời sống và thoát nghèo. Gia đình cũng là hộ nghèo, nhưng mà qua cái đầu thoát nghèo rồi, chúng tôi cũng rất là cái phấn khởi thứ nhất là cái được sự quan tâm của cấp trên, đồng thời mình cũng là tạo cái điều kiện như vậy để mình thúc đẩy phát triển cho kinh tế trong gia đình nhà mình. Năm 2020, bước vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xã Thành Công, huyện Thạch Thành có tới 415 hộ nghèo trên tổng số hơn 1.000 hộ, chiếm hơn 40%. Xác định đây là trở ngại lớn nhất trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ từng hộ vươn lên thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 6,5%. Năm 2023, xã phấn đấu sẽ có thêm 20 hộ thoát nghèo và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Gia đình tôi cũng là gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn ở trong thôn thì cũng được thôn và chính quyền xã quan tâm rồi tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng chính sách về để phát triển kinh tế, tạo điều kiện rồi đưa đi tập huấn rồi trao đổi kỹ thuật về để chăn nuôi cho nó tốt hơn. Xã đã có lãnh đạo chỉ đạo trong cái việc giảm nghèo và thoát nghèo bền vững thì có xây dựng kế hoạch giảm nghèo, phân công đến cấp ủy chi bộ, phân công các cái cán bộ đảng viên ở các cái chi bộ là phụ trách các cái tổ, các cái hộ nghèo. Ví dụ như có đảng viên là 10 hộ, có đảng viên 5 hộ, tùy theo từng thôn để phân chia để theo cái kế hoạch giảm nghèo. Cái nữa là thực hiện cái việc dân vận, đó là các cái tổ dân vận đều có các cái người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Các cái đồng chí cán bộ lão thành đã nghỉ hưu đều tham gia trong các cái tổ dân vận cả. Cho nên cái việc các cái tổ dân vận ở thôn góp phần vào cái việc là tuyên truyền vận động cho bà con dân giảm nghèo và thoát nghèo bền vững là rất hiệu quả. Những năm qua, huyện Thạch Thành đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đến năm 2020, toàn huyện vẫn còn gần 1.900 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 5,1%. Ngoài ra còn có 2.400 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,54%. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể, huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn, phân công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của từng ban, ngành, cơ quan, đơn vị, từng thành viên ban chỉ đạo, đồng thời xác định một trong những giải pháp quan trọng là phải làm tốt công tác dân vận, bởi dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Hàng năm, ban dân vận đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cơ quan có liên quan để thực hiện tốt, đồng bộ tất cả các giải pháp trong cái thực hiện nhiệm vụ công tác giảm nghèo. Trong đó là tập trung tuyên truyền, vận động để những hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu được những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phối hợp với các cơ quan ban ngành để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các cái nguồn vốn hợp pháp. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tập trung để thực hiện tốt cái việc là đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo trong thực hiện việc phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
huyện Thạch Thành đã huy động tối đa mọi nguồn lực kết hợp với sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Các hộ nghèo, cận nghèo có nhân công, có phương tiện sản xuất được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, thụ hưởng chính sách từ các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi và dân tộc thiểu số, các dự án phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội không còn khả năng lao động được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ trực tiếp. Tôi thì già rồi, hai bàn tay trắng không có gì. Thế là con nó giúp đỡ và làm được cái ngôi nhà với nhà nước ủng hộ được. Đó nữa là nay tôi có cái ngôi nhà tôi cũng vui vẻ và phấn khởi, không lo trời nắng trời mưa gì nữa. Đi đôi với việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, nhiều xã trên địa bàn huyện Thạch Thành đã xây dựng, nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư và trở thành những tấm gương về phát triển kinh tế để các hộ nghèo, cận nghèo học tập, noi theo. Gia đình tôi là lúc đấy là cũng là một cái hộ nông dân nghèo, nhưng mà được cái sự ưu tiên của đảng là cho thầu đất làm kinh tế thì gia đình tôi đã thầu 2HA cái khu vực này. Cái mô hình thành công thì tiếng lành thì đồn xa, cho nên là cũng rất nhiều các hộ, kể cả các hộ khác huyện họ cũng đến họ tham quan. Và ví dụ như là như trường Hồng Đức là họ cũng lên họ tham quan mô hình nhỏ đánh cá sen cho học sinh đi tham quan. Thế thì mình cũng chia sẻ, thì mình làm được cái gì thì mình cứ mộc mạc là mình cứ nói ra thôi. Cây gì nó làm được là mình nói. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rất là tích cực, đặc biệt là thực hiện các cái mô hình phát triển kinh tế như đẩy mạnh cái việc mà tuyên truyền đoàn viên hội viên áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và nâng cao cái hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đối với cây trồng và vật nuôi. Cùng với đó, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho nhân dân. 3 năm qua, huyện Thạch Thành đã quan tâm thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển du lịch với tổng kinh phí hơn 145 tỷ đồng. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng kinh doanh dịch vụ du lịch cho người dân tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện. Hoạt động khai thác, kinh doanh du lịch đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Nhiều xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nay đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế xã hội nhờ phát triển du lịch. Tiêu biểu như xã Thạch Lâm với danh thắng Thác Mây ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Giai đoạn 2021-2023, toàn huyện ước đón được trên 175.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 120 tỷ đồng. Trong những năm gần đây thì nhân dân đã nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc phát triển du lịch đối với địa phương. Thì qua đấy thì cái điều kiện kinh tế, cái bộ mặt của xã cũng thay đổi rất là nhiều. Thì hiện nay là xã cái tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn là trên 22% và đã thoát khỏi cái xã 135. Sự nỗ lực của từng hộ dân, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban ngành đoàn thể đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh và bền vững. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ước còn 4,6%. Diện mạo những vùng quê nông thôn, những bản làng vùng cao ngày càng được khởi sắc. Đời sống nhân dân các xã khó khăn ngày càng được nâng lên. Mục tiêu cuối cùng của công tác dân vận chính là làm cho dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ. Những kết quả quan trọng trong công tác giảm nghèo của huyện Thạch Thành thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của công tác dân vận. Cũng từ đó, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được củng cố và tăng cường, tạo sự thống nhất, đồng thuận, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.